Chỉ cần đi dọc các tuyến phố kinh doanh điện thoại, có thể dễ dàng bắt gặp các cửa hàng vẫn để các nhãn hiệu của Apple, từ bé đến to. Mà nếu chưa đủ to thì phải thêm cả đèn nhấp nháy cho hấp dẫn. Chỉ cần nhìn thấy quả táo này cũng đủ biết là cửa hàng có kinh doanh sửa chữa điện thoại, nhất là iPhone. Làm việc sửa chữa cái kiểu điện thoại ấy, bọn chị để thế thì mình thấy mọi người vẫn dán, có sao đâu. Cái đấy là chỉ để thu hút khách hàng. Công việc mình làm ăn thì mình cứ làm thôi, còn những cái vi phạm của mình thì anh nghĩ nó không có gì là to tát. Việc sử dụng các tên gọi như Apple, iPhone và những tên gọi khác như Apple Store, App Store, iPad, iPod, MacBook hiện được bảo hộ tại Việt Nam, bị coi là vi phạm với những cửa hàng đại lý không phải ủy quyền của hãng. Có thể là đầu tiên là thiệt hại về vật chất cho những cái người có liên quan, ví dụ như mua lại các cái sản phẩm mặc dù là gắn thương hiệu của Apple nhưng lại không phải là sản phẩm của Apple mà là sản phẩm nhái chẳng hạn, thì đấy có tạo ra những thiệt hại về vật chất. Hoặc là các cái quyền lợi khác như cái quyền về bảo hành sản phẩm, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thì trong một số trường hợp hành vi vi phạm đến mức xử lý hình sự. Theo luật sở hữu trí tuệ và bộ luật hình sự thì cá nhân và pháp nhân vi phạm có thể bị phạt tiền tới 500 triệu đồng. Để tránh những rắc rối về pháp lý, cũng có nhiều cửa hàng đã gỡ bỏ các hình ảnh liên quan đến hãng. Có một quả táo trắng dán nhưng mà ra bỏ rồi. Người ta bảo in đấy vi phạm gì bỏ luôn. Thứ nhất là bảo vệ chính cái quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu. Thứ hai là bảo vệ chính các cái đối tác của họ tại Việt Nam đang khai thác, sử dụng và bán các sản phẩm đó họ cung cấp. Và đặc biệt quan trọng là bảo vệ của chính cái quyền lợi của khách hàng. Tính đến tháng 9 năm nay, số lượng cửa hàng ủy quyền chính hãng của Apple tại Việt Nam mới chỉ dừng lại ở con số 15. Bỏ logo thì sợ không thu hút khách, mà giữ lại logo thì vi phạm. Đành phải thay táo giả thành táo thật, miễn đó là táo.